đến bên anh, nắm đôi tay, con tim như bỗng ngây dại. Lúc em chào lời yêu anh. Giờ thì đã qua rồi, còn lại gì khi em đã mãi xa rồi? Kỷ niệm nào theo mây gió trôi hết rồi, chỉ còn mình anh cô đơn, lòng buồn xót xa. Thầm gọi tên em trong đêm, cho vơi đi nỗi nhớ nhung trong anh. Trong bóng đêm hiu quạnh nơi trái tim hoang lạnh, come and get it, get it, baby. Bà môi anh đưa xuân lên, khi môi hôn nỗi nhớ nhung chưa quen. Chọn yêu thương trong trái tim này không khác bao ngày. Xin dành trao như ân tình này. My love, my love. Yeah, cảm ơn Phú Quý rất nhiều. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Cảm ơn bài hát Nhớ Nhung mà Đỗ Phú Quý đã gửi tặng quý vị để chào đón tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bài hát Nhớ Nhung chính là một trong những điều mà Đỗ Phú Quý muốn gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những fan hâm mộ đã gửi thư qua fanpage của Khẩu Vị Ngôi Sao hỏi tại sao không mời Đỗ Phú Quý giùm em đi. Tại vì tụi em rất là yêu mến chàng trai ca sĩ đẹp trai, rồi còn tài năng mà đặc biệt là khả năng ngoại ngữ tuyệt vời của anh ấy, rất là linh hoạt. Dạ. Đầu tiên thì cho phép Đỗ Phú Quý xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, các anh chị và các bạn khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Em xin chào anh Hoàng và rất là vui khi ngày hôm nay Quý được có mặt trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Bởi vì Quý là một người rất là đam mê ẩm thực, cho nên là cảm thấy vô cùng là hứng thú khi được có mặt trong chương trình này, và không biết là chương trình sẽ đem đến những cái điều gì bất ngờ và thú vị liên quan đến ẩm thực. Dạ, chắc chắn rồi, mà mời Đỗ Phú Quý đến là tuyệt vời luôn. Ngay từ đầu chương trình là thấy một cái không gian rất là tươi mới, rồi nay đẩy xe nguyên cái xe trái cây vô đây là tươi mát. Dạ, đúng rồi. Biết hôm nay là Khẩu Vị Ngôi Sao cho nên là liên quan đến ẩm thực, cho nên là lựa một cái rừng trái cây như thế này. Ăn xong rồi đang trái cây tráng miệng này cho nó mát nè. Ai. Ơi, chứ ngày hôm nay những món ăn sẽ được chế biến bởi hai bạn fan hâm mộ, đó có thể là những người thân, người thương, có thể hàng xóm của em mà mấy khi người ta không có được bày tỏ tình cảm á, ngày hôm nay bí mật bên đây đăng ký tham gia thì sao? Sẵn sàng chờ đợi nha. Dạ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Đối với Đỗ Phú Quý, khẩu vị của anh ấy như thế nào? Xin mời tất cả mọi người di chuyển về phía khu vực tủ lạnh đằng này. Đi thôi quý. Quý vị thân mến, trước khi khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của Đỗ Phú Quý, xin mời quý vị hãy chào đón hai bạn fan hâm mộ rất là dễ thương ngày hôm nay đã đăng ký đến với chương trình. Xin chào Đỗ Trang Anh và Duy Tiến. Chào Trang Anh, chào Duy Tiến. Chào Quý. Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Đây. Không biết là các bạn có tình cảm như thế nào đối với Đỗ Phú Quý, Trang Anh? Xin chào anh Quý Y Ngắn. Quý Y Ngắn nha. Cái gì Quý Y Ngắn hả? Dạ, tại vì tên em là Quý Y Ngắn chứ phải Y Dài. Cho nên là lúc nào em cũng phải dặn mọi người là tên em là Quý Y Ngắn nha, Quý Y Ngắn nha, Quý Y Ngắn nha, vậy đó. Dặn vậy đó. Có theo dõi rồi. Em biết anh Quý chắc cũng tầm 1 năm, 1.5 năm. Em có coi mấy clip mà ảnh nói tiếng nước ngoài không? Dạ có. Nhưng mà tôi anh muốn nghe lại mà trực tiếp trước tận mắt để theo dõi không? Tiếng Thái. Tiếng Thái. Thật ra là tiếng Thái của em là biết sơ sơ thôi, thì giống như là em có thể chào mọi người giống như là Sawadee khap, ผม ชื่อ Đỗ Phú Quý นะครับ ผม ชื่อ เล่น ชื่อ Quý Yên Ngắn นะครับ วัน นี้ ผม ยินดี ที่ ได้ เข้า ร่วม รายการ นี้ นะครับ ครับ anh dịch đi, anh dịch đi. Mình là Đỗ Phú Quý, mình là Quý Y Ngắn không phải Y Dài. Và hôm nay Y Ngắn mong muốn sẽ mang cái gì cái đó nó dài dài cho tất cả mọi người. Wow, vậy luôn. Đúng không anh? Không nha. Chương gì nói đi, tôi đâu biết ai nào. Rất là vui khi ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Hết rồi đó. Vậy là bạn có học tiếng Thái luôn. Em rất là yêu thích cái ngôn ngữ đó và em muốn học một chút xíu để cho mình biết. Không cần phải biết được mấy ngoại ngữ rồi. Thì tiếng Anh vẫn là ok nhất nè. Rồi tiếng Thái có học chút xíu, tiếng Hàn có học chút xíu. Hết rồi. Vậy là cũng chịu khó đam mê lắm chứ bộ. Còn với Duy Tiến thì sao? Tình cảm của bạn dành cho Đỗ Phú Quý như thế nào nào? Thật ra là hồi trước em với Quý là có ăn nằm chung với nhau là một thời gian cũng khá là dài luôn á. Ăn nằm mà.
chặt nghi án. Nghi án Đỗ Phú Quý ăn nằm mà không nhớ. Đâu đâu, không phải. Ăn nằm là ý là hồi đó chung một nhóm kịch á, rồi tụi em ăn lê bò lót nhau trên sân khấu á anh. À, tập sân khấu à, dạ đúng rồi. Hú hồn. Thời gian trước đây khi mà còn là sinh viên thì em có tham gia kịch nói à, để mà mình trau dồi thêm cái khả năng của bản thân mình. Và không ngờ là ngày hôm nay lại gặp được một người quen cũ trong chương trình này à. Một chương trình về ẩm thực nữa thì nó lại càng thú vị. Em đang rất là mong chờ. Nhưng mà quan trọng hơn hết là các bạn có sợi dây thần giao cách cảm rồi đó, đoán được rằng là cái khẩu vị của anh chàng này như thế nào. Bây giờ xin mời tất cả mọi người sẽ mở tủ lạnh ra. Dạ. Pum 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 pum. Wow. Rất nhiều đồ ăn thức uống ở trong này. Hãy trả lời câu hỏi của Hoàng Rapper có hoặc không thôi. Ở trong đây có nhiều món bạn thích hay không? Thích nha. Dạ có. Có món nào bạn ghét hay không? Dạ có nha. Có ghét luôn hả? Trời. Rồi Đỗ Trang Anh với lại Duy Tiến nhìn thật kỹ nhé. Thật kỹ dạ. Những món này. Rồi nhớ ở trong đầu. Xong. Đó là những hình ảnh ban đầu. Nhưng mà bây giờ Đỗ Phú Quý có thể tiết lộ kỹ hơn nữa được không? Về những cái khẩu vị, về những hương vị, để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn là mình thích cái vị nào mà mình ghét cái vị nào. À, thích ăn ngọt nè. Thường ăn chua, mê ăn mặn, còn ít ăn cay, nhưng mà ăn vẫn được, nhưng mà ít lắm, ít lắm, không ăn đắng. Rồi hết. Không ăn đắng, dạ. Là ghét đắng luôn. Ghét đắng. Để chờ đón xem những món ăn ngày hôm nay các bạn ngẫu nhiên sẽ nhận được là gì với hai phần nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Bây giờ hãy cố gắng giành lấy ưu tiên để có được món nguyên liệu chính đúng với sở trường của chính mình. Và bây giờ xin mời các bạn di chuyển về khu vực căn bếp. Đây chính là hai phần gian bếp dành cho hai bạn Đỗ Trang Anh và Duy Tiến. Hãy tận dụng tất cả những gì chúng ta có trong tay để chế biến những món ăn ngon dành tặng cho Đỗ Phú Quý. Và bây giờ sẽ là phần để giành lấy quyền ưu tiên chọn ra nguyên liệu chính. Nhiệm vụ của chúng ta là hai bạn trong vòng 60 giây chạy về khu vực tạp quá làm sao á, lấy về đây cho chúng tôi thật là nhiều món, càng nhiều món càng tốt. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi. Mà quan trọng hơn hết là những món đó các bạn tuyên đoán rằng à, anh Đỗ Phú Quý sẽ thích ăn lắm đây. Chuẩn bị, đếm đi em. 3 2 1 Rồi, Đỗ Phú Quý, bạn muốn kiểm tra kết quả của bên nào trước? Chắc kiểm tra của người em cùng họ nha. Hôm nay mặc áo vàng xinh quá. Trời, đúng rồi đó. Ố là la. 5 món. Rồi, trong 5 món này, Đỗ Phú Quý, bạn thích mấy món? Trong 5 món này là có 4 món em thích. Thì cái một món còn lại là món em không hề thích. Không hề luôn. Không hề ăn được. Đây. Ủa rau câu hả? Ủa ngộ người ta đâu có ngọt. Em tưởng anh thích ăn ngọt thì anh lại thích ăn rau câu nhá. Thích ăn ngọt nhưng mà rau câu ba màu là em ăn không có được. Em ăn vô em bị nhức đầu. Em ăn vô em bị nhức đầu. Như vậy chúc mừng bạn. 4 món đó chính là số lượng món ăn mà Đỗ Phú Quý thích với những món ăn mà bạn đã cố gắng đem về. Chúc mừng Đỗ Trang Anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng em. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem Duy Tiến đem về mấy món ăn mà Đỗ Phú Quý thích nha. Xét trong 5 món này á, có một món là không ăn được. Đúng cũng bị cái hội chứng như như thế là ăn vô bị say sẩm mặt mày. Khoai lang phải không? Dạ khoai lang. Em ăn những cái gì mà cảm giác bột bột là em sẽ bị say sẩm mặt mày. Dạ. Cho nên là ở trong đây là 5 món là chỉ có một món em không thích ăn thôi. À, như vậy là có khoai lang là không thích. Dạ. 1, 2, 3, 4 cũng là bằng số 4 đối với bạn Đỗ Trang Anh. Chà, căng à. Cả hai người đều có 4 món ăn, chưa ai có được quyền ưu thế chọn lấy món nguyên liệu chính. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt buộc phải giải quyết một cách sòng phẳng với nhau. Quánh tù tì. Trời ơi. Anh ra búa nha. 3 2 1 Anh nói rồi mà, anh ra búa mà. Chán vậy sợ. Vậy là không tin người đúng không? Đúng rồi, không tin ai ở đây, không tin ai ở đây luôn. Như vậy, người thua cuộc đó chính là Đỗ Trang Anh. Người lựa chọn nguyên liệu chính cho chính là Duy Tiến. Đây chính là thành phần nguyên liệu chính ngày hôm nay. Có một sự lựa chọn, đó chính là sườn heo. Sự lựa chọn còn lại, đó chính là hải sản bao gồm tôm và mực. Duy Tiến, trong hai món này, bạn cảm thấy tự tin để chế biến bởi nguyên liệu nào nhất? Em nghĩ chắc là hải sản. Hải sản là tôm và mực. Dạ. Vậy nha. Rồi, Phương Quý, xin mời bạn trao
nguyên liệu chính đó chính là tôm và mực dành cho Duy Tiến. Wow, tôm và mực rất là hấp dẫn. Còn đây sườn heo, sườn heo thì nó sẽ phổ biến hơn. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng đến với phần tiếp theo để khám phá xem nguyên liệu phụ sẽ là gì đây với phần tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Mỗi fan hâm mộ sẽ vào vị trí sẵn sàng để gợi ý cho Đỗ Phú Quý ngày hôm nay có thể đoán ra được càng nhiều đáp án càng tốt. Đó chính là những món nguyên liệu phụ mà chúng ta sẽ nắm lấy để tạo thành một công thức là hấp dẫn cùng với nguyên liệu chính và nấu ăn thôi. Trong vòng 60 giây đầu tiên, người chơi sẽ đứng tại vị trí gợi ý, làm sao không được phạm quy là nhắc đến từ khóa là đáp án xuất hiện trên màn hình. Sau đó là phải gợi ý bằng ngôn ngữ hình thể, lời nói của mình, Đỗ Phú Quý, càng dễ đoán càng tốt. 30 giây còn lại thì Đỗ Phú Quý sẽ chạy về khu vực tạp hóa để lấy những món ăn mà mình đã đoán được. Chuẩn bị nha, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này ăn vô nó hơi bị ngứa nha. Ngứa cái vùng miệng thôi. Nó hơi bột bột. Khoai, khoai môn. Ghê thiệt. Đúng rồi. Cái này khi sắc nó hơi cay á. À, sắc cay mắt là hành tây. Đúng rồi. Yes. À, nó hơi bùi bùi. Bùi. Ờ, bùi bùi rang lên á, người ta thường rang lên á. Đậu phộng. Đúng rồi. À, cái này ăn chung với phở. À, ngò, rau ôm, ngò gai. 3, 2, 1, hết giờ. Nào, hết 60 giây rồi, 30 giây còn lại. Chạy, lẹ lên. Lấy những món gì mà mình hỏi rồi, mình đoán được. Đây. Nhìn lên. Cái gì nữa ta? Hành tây, khoai môn. 15 giây nữa. Ngò gai. Không nhớ gì hết á. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem những đáp án hợp lệ hay không. Xin mời hình ảnh đầu tiên, khoai môn. Ta-da. Tiếp theo, hành tây. Ta-da. Khuyến mãi luôn, hai củ luôn nha. Hình ảnh tiếp theo, ăn vô bùi bùi rang lên. Đậu phộng. Rất chính xác. Nào, tiếp tục nào. Ngò gai, có ngò gai chưa? Ngò gai, đây. Có ngò gai. Nhưng hình ảnh cuối cùng là húng lũi. Vẫn chưa có húng lũi. Như vậy, bạn Tiến đã thiếu đi một nguyên liệu phụ rất quan trọng, húng lũi, để dậy mùi, tạo mùi cho món ăn. Nên nhiệm vụ đó, trách nhiệm đó thuộc về Đỗ Phú Quý. Lát nữa bạn sẽ phải chấp nhận một hình phạt. Nếu như bạn vượt qua được hình phạt đó thì húng lũi sẽ thuộc về Tiến. Sẵn sàng chứ? Dạ, ok. Đó, tôi thích tinh thần này của quý. Và bây giờ hãy sẵn sàng với Đỗ Trân Anh. Xin mời bạn vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu đỏ. Ừ. Màu đỏ. Nhỏ vậy nè. Nhỏ nhỏ như vậy. Ừ. Không. Màu đỏ thì đúng. Ớt rồi. Chua. Không cà phải. Chua. Cà chua đúng rồi. Cái này tạo vị cho cái món ăn nó thơm. Màu xanh. Màu xanh. Màu xanh mà nhỏ nhỏ là xanh lá. Lá. Trời ơi. Không phải. Nó tua này nè, chứ nó không có thẳng như hành lá. Tua ra. Ừ, nó lá chuối. Lá chuối. Chăm qua được không? Cái này hồi nãy nè, cây. Hành tây. Đúng rồi, cây nha. Hồi nãy mới nói luôn. Cây. Ớt chuông. Đúng rồi. Trời ơi. Cái này nhỏ hơn, 5, cái nãy anh mới đoán 4, chút. 3, cũng cây luôn. 2, 1. Ớt chuông. Không phải. Lẹ lên đi lấy đồ. 60 giây hết rồi, giờ thứ 30 giây lấy đồ nè. Rồi, đi siêu thị mua đồ nè. Ớt chuông. Cà chua. Có 3 món à. Có 3 món à kìa. 3 món kìa. Kìa anh sao nè. Kìa nguyên cái siêu thị đó. Kìa anh sao. Như vậy Đỗ Phú Quý đã đem về 3 món mà chúng ta đã có phần gợi ý và phần đưa ra đáp án khá là trùng khớp với nhau. Nào, kiểm tra kết quả. Hình ảnh đầu tiên, cà chua. Có cà chua. Chúc mừng em. Hình ảnh thứ hai, ngò rí đó trời. Bà đi bà nói tạo mùi thơm mà nó tưa ra. Ủa thì lá chuối nó cũng tưa ra rồi nó bỏ vô trong mấy cái hộp xôi cũng thơm. Hình ảnh tiếp theo, hành tây đó sạch sạch chảy nước mắt. Hình ảnh tiếp theo, đây ớt chuông. Và hình ảnh cuối cùng, hành tím. Cái này nhỏ nè, cuốn cây nè. Giỏi quá, trời xuất sắc luôn. Rồi, cái này không phải lỗi quá. Quý rồi, Quý ơi. Em hay dạ, quá. Dạ rồi, em hiểu rồi. Không phải lỗi của em. Lỗi của em. Nên hình phạt để có thể mang về cái số nguyên liệu phụ về cho Đỗ Trang Anh, Phú Quý cũng phải chịu. Nhưng Trang Anh nhờ sự thông minh của em nên anh quyết định hình phạt này em cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng với Đỗ Phú Quý. Ok anh, okay, ok anh. Xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần chinh phục. Nhưng trước khi để chế biến món ăn,
nguyên liệu phụ vẫn chưa đầy đủ. Và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho Đỗ Phú Quý cùng với một người chơi rất là thông minh, đó chính là Đỗ Trà Lan. Dạ, hai anh em họ Đỗ hãy cùng nhau vượt qua thử thách hình phạt lần này để cố gắng làm sao lấy về nguyên liệu phụ. Đầu tiên, ở đầu cầu bên kia, Đỗ Phú Quý sẽ dùng miệng của mình ngậm một dĩa bánh. Trên đường di chuyển, vừa đi vừa hát và truyền cho bạn Đỗ Trang Anh. Nhiệm vụ như sau, không phải là hát bài ngẫu nhiên. Cái chữ cuối của bài hát của Đỗ Phú Quý sẽ là cái chữ đầu tiên của lời bài hát của Đỗ Trang Anh. Hết 10 dĩa nha. Chuẩn bị đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Hát cái gì vậy? Hát cái gì vậy? Ủa, hát bài gì vậy? Nè, ăn gian là bị phạt á. Còn đi đâu đó xa trốn đây. Còn đi đâu xa trốn đây, ai mà cần lắm á. Em yêu anh mà anh có hay. Hai câu chuyện là hai câu chuyện. Hay quá. Hãy đi lên trong trong âm nhạc. Nhạc chứ nờ. Em là cô ta muốn dân tiền. Em là tên tâm trong tiền. Cái gì vậy? Em là tia nắng trong mặt. Anh yêu anh ơi, thầy chăng? Phải bài gì vậy? Ra chữ cờ đúng không? Có một người muốn yêu một người. Người còn lại cũng yêu người tiếp theo. Tiếp luôn, xong hết rồi. Theo anh đi đến giữa con đường. Con đường đó không ai theo anh nữa. Bài gì vậy? Em không nói ra điều. Điều gì? Điều em trông giấu. Giấu trong tình buồn. Ông ơi, giấu chân tình buồn. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Này. Anh nợ nợ, cửa hả? Nhớ khi xưa ta còn hơi bé. Trời ơi, hát cái gì vậy? Nhớ khi xưa ta còn hơi bé. Nhớ khi xưa ta còn hơi bé. Chị cuối. Bé yêu ơi, xin đừng đi, anh ăn bánh cùng em. Ông ơi, làm gì nhìn chiều mến vậy? Ở đâu biết em biết yeah. Em trời ơi. Sao vậy? Say sẩm luôn rồi. Dạ đi về với nhau cái đi. Người ta nói là không có sợ đối thủ mạnh. Ừ. Mà chỉ sợ những người đồng đội chưa được. Hiểu ý nhau, hiểu ý nhau. Không biết nữa, xin lỗi hết như lại tới người kia. Gì em nữa? Có nghĩa là em không biết hát, có nghĩa là cái vốn âm đã nhạc trong em không, không tạo, có. Cái cấu tạo thanh quản của em nó đặc biệt, đúng không? Như vậy là Đỗ Phú Quý đã vượt qua được hình phạt này cùng với Đỗ Trang Anh. Cảm ơn hai anh em họ Đỗ. Và bây giờ lấy nguyên liệu phụ về nào. Rồi đó, em trao khúc lưỡi cho Duy Tiến đi. Đây, trao khúc lưỡi cho Duy Tiến nha. Cảm ơn. Đây, còn đây. Ngò và hành tím đã thuộc về Đỗ Trang Anh. Anh trân trọng trao cho em. Rồi, đầy đủ nguyên vật liệu chính và phụ rồi. Rồi, xin mời hai bạn hãy sẵn sàng với những món ăn thật ngon để tặng cho Đỗ Phú Quý. Bây giờ Đỗ Phú Quý ra ngoài mình lao một hồn thôi. Tôi biết hôm nay bạn mệt lắm mà. Những công đoạn trang trí cũng đã sẵn sàng. Và đây chính là siêu phẩm của Duy Tiến và Đỗ Trang Anh. Ôi, sao các bạn có thể khéo tay như vậy nhờ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời cả hai sẽ di chuyển về phía ghế ngồi. Lý do tôi mời hai bạn ngồi vào ghế đó chính là chúng ta sẽ trình bày tên của món ăn, ý nghĩa của món ăn và có một lời chúc nào đó gửi đến Đỗ Phú Quý. Thì không biết bây giờ Quý em muốn ăn món nào trước nè. Em sẽ chọn sườn trước. Xin mời bạn. Dạ, món của em là sườn non xào chua ngọt. Nguyên liệu chính của nó là sườn non. Và nguyên liệu phụ để cho nó thêm cái phần nhìn nó hấp dẫn mắt ăn hơn đó là ớt chuông. Anh thấy ăn có hợp vị không ạ? Sườn anh Quý rất là bất ngờ khi mà em Trang Anh có thể làm một món ăn và trình bày một cách rất là chỉn chu đến như vậy. Anh cắn miếng sườn đầu tiên thì anh cảm nhận là đúng là sườn xào chua ngọt.
có vị chua vị ngọt. Cái mùi ớt chuông nó rất là thơm. Nói chung là anh rất là cảm ơn cha anh đã nấu cho anh ăn một cái món thật sự rất là ngon. Cái này anh cũng chia sẻ thật, yếu tố công việc của mình cũng như là lịch trình của mình thì mình đi sớm về khuya, mình không thể nào mà mình ăn cơm nhà thường xuyên được. Với lại mình cũng không thể nào mình đem cơm nhà mình đi được. Yeah. Nó rất là bất tiện cho nên là mình phải ăn ở ngoài. Hôm nay được cái món ăn như thế này, một cái món ăn anh rất là thích, thật sự anh rất là xúc động. Cảm ơn Đỗ Trang Anh rất nhiều. Cảm ơn em. Rồi xong ha, sẵn sàng để thưởng thức món ngon đến từ tình cảm của bạn Duy Tiến. Một món là toàn ngập tràn hải sản nè. Đây là gỏi khoai môn chiên với lại hải sản. Wow, nghe lạ ta. Nghe lạ nhá, thật sự mới nghe luôn. Khoai môn chiên, lúc đầu em tưởng cái này là khô mực đó anh Hoàng. Giống quá ha, nhưng mà đây là khoai môn bạn ấy sắc sợi và chiên giòn hay sao? Dạ, khoai môn chiên giòn lên á anh. Thì tại sao bạn biết đến cái công thức này? Thật ra là em vô tình em đi một nhà hàng, em ăn được cái món này thì em nghĩ là cái món này nó ít người biết tới. Ngày hôm nay ngẫu nhiên là chúng ta có được những cái nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Dạ. Nó đúng với cái lần mà bạn đã vô em tình thưởng thức ở cái nhà hàng đó. Dạ. Ngon quá à. Đối với những món gỏi nè, cho nên sốt anh có công nhận là nó là một cái thành phần cực kỳ quan trọng. Rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Chiếm trên 50% thành công của món gỏi luôn á. Em rất là bất ngờ khi mà bạn Tiến có thể pha được cái nước sốt của món gỏi này rất là chuẩn. Ngon quá. Anh phát hiện ra là hình như có hơi the the cay cay thì phải. Dạ đúng rồi, có ớt sắc sợi. Còn thí dụ mà hải sản mình làm có hơi bị tanh á thì mình ăn chung với ớt thì nó sẽ trung hòa lại, nó đỡ hơn. Ủa mà lý do tại sao em tặng món ăn này dành cho Đỗ Phú Quý? Có thể là Quý ăn rất là nhiều món rồi nhưng mà món này em nghĩ là Quý chưa được thưởng thức nên là em muốn làm cái món này cho Quý thưởng thức. Quá hay, xuất sắc luôn á. Sao bây giờ là mình phải lựa ra món nào ok hơn đúng không mình? Đó chính là luật của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Với món sườn xào chua ngọt thì Quý đã ăn cũng rất là nhiều lần, nhưng mà cái vị của Trang Anh làm thì thật sự nó cũng có một cái sự khác biệt nho nhỏ. Qua cái bàn tay của Trang Anh thì chúng ta có thể thấy được cái tình cảm của Trang Anh nữa. Riêng với món gỏi hải sản khoai môn chiên, đây là một cái món rất là mới lạ và Quý thấy là cái hương vị của nó chua chua cay cay. Và em cũng là một người rất là thích ăn gỏi. Nếu như mà món ăn ngày hôm nay có một phần nhỉnh hơn chút xíu á, tại vì là nó mới lạ và em chưa được thưởng thức, em xin chọn ta-da. Chúc mừng món gỏi của bạn Duy Tiến. Như vậy bạn chính là người thắng cuộc của tuần này cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúc mừng luôn Đỗ Trang Anh, bạn đã về nhì ngày hôm nay. Nào chúc mừng nhau đi nào. Khoan, bây giờ là phải ôm cô bé trước đã. Và bây giờ xin mời Đỗ Phú Quý sẽ trao tặng giải nhất ngày hôm nay trị giá 5.000.000 đồng dành cho người thắng cuộc. Chúc mừng bạn Duy Tiến. Dạ. Yeah. Dạ, chúc mừng Duy Tiến nha. Cảm ơn Quý. Cảm ơn anh Quý. Không ngờ nấu ăn ngon, làm gỏi xong bữa nay được 5.000.000. Người về nhì ngày hôm nay cũng đang được Đỗ Phú Quý chia sẻ tình cảm của mình, đó chính là Đỗ Trang Anh. Cảm xúc về nhì như thế nào ạ? Như cái lúc mà em đăng ký chương trình á, em cũng rất là hồi hộp. Tại không biết là mình trang trí, mình nấu ăn cái khẩu vị nó có hợp với ngôi sao của mình ngày hôm nay hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm mới dành cho em, cũng như là một cái cơ hội để được gặp anh Quý với lại anh. Cảm ơn em. Ngày hôm nay em rất dễ thương, rất là tự nhiên, nên hãy cố gắng tự tin hơn nữa. Chắc chắn thành công sẽ chờ đợi em. Cảm ơn anh. Còn Duy Tiến, không biết là với giải thưởng này bạn muốn chia sẻ niềm vui với ai? Dạ, em nghĩ là cái này chắc là em sẽ về em dẫn gia đình em đi ăn. Lại ăn tiếp nữa? Dạ. Ví dụ mà thời gian rảnh, nếu mà em không đi diễn thì em ở nhà em tổ chức ăn uống ở nhà. Cảm ơn Đỗ Phú Quý ngày hôm nay đã tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ, cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay đã tạo cho Quý những cái khoảnh khắc rất là thú vị và được gặp gỡ hai bạn có tài nghệ nấu ăn vô cùng là tuyệt vời như thế này. Mong là Quý sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn hơn nữa, cũng như là được trở lại cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao với những kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ hơn nữa nha. Và thưa quý vị, chờ đợi xem tuần sau sẽ là khách mời nghệ sĩ nào và những món ngon ra sao. Xin mời quý vị hãy đến với chúng tôi vào khung giờ 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.